Kính bạch chư tôn Đức Tăng Ni, xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị đang theo dõi chương trình Bước ngoặt cuộc đời trên sóng truyền hình An Viên. Xin giới thiệu tới quý vị vị khách mời ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trò chuyện. Đó là Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Huy Thông, giảng viên cao cấp, trưởng khoa Marketing, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Vâng ạ, xin chào các bạn khán giả xem truyền hình của An Viên. Bé thì ở nhà với bố mẹ ông bà thì có cái chùa làng, nghe tiếng chuông chùa nó rất là thảnh thơi bình an. Ngôi chùa rất đơn sơ với những pho tượng Phật, với tiếng kinh kệ, tiếng gõ mõ. Nó khác hẳn với cái sự ồn ào rồi tiếng guitar rồi xô chậu ở ký túc xá rồi. Mình làm tốt nhất trong phạm vi năng lực của mình thì những cái thứ đáng được tưởng thưởng ấy nó sẽ đến với mình một cách tự nhiên. Thế thì tôi nghĩ nếu mà làm được như vậy thì là chân thiện mỹ rồi. Vui khi được gặp gỡ Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Huy Thông trong chương trình Bước ngoặt cuộc đời ngày hôm nay để lắng nghe những câu chuyện, những cảm nhận của anh, chia sẻ nhiều hơn để khán giả hiểu về quá trình mà anh tìm hiểu về Phật Pháp ạ. Trước hết, rất là mong Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Huy Thông sẽ chia sẻ để khán giả hiểu hơn về công việc này, cũng như là quỹ thời gian anh chia thế nào trong ngày của mình. Công việc của một giảng viên trường đại học thì tôi nghĩ nó cũng hết sức là bình thường, giống như nhiều các cái công việc bình thường khác trong xã hội thôi. Chúng tôi nói về phân chia thì thời gian cứng, thời gian gọi là chặt chẽ nhất là thời gian lên lớp. Có thời khóa biểu, phải lên lớp, rồi giảng dạy theo lịch trình đã được sắp đặt từ đầu học kỳ. Một cái lịch trình thứ hai là phải tuân thủ rất chặt chẽ, đấy là các cái cuộc họp về chuyên môn cũng như là công tác quản lý trong nhà trường. Còn một cái hoạt động khác nữa của chúng tôi là tự nghiên cứu rồi viết những cái bài báo, tham gia những cái công trình nghiên cứu khoa học, những cái chương trình. Thế thì chúng tôi phân chia ra thành nhiều hoạt động. Có những hoạt động mang tính chất gọi là hành chính, có những hoạt động thì mang tính chất chuyên môn nó tự do hơn. Như là có thể là đêm hôm thì thức khuya đọc sách, nghiên cứu. Hoặc là ban ngày thì cũng có những chương trình chúng tôi phải đi xuống các doanh nghiệp, các cơ quan hoặc là đi các địa phương đấy, khảo sát, thu thập dữ liệu, lấy tư liệu để thực hiện các cái bài viết về kinh tế, quản trị kinh doanh, những cái chương trình nghiên cứu khoa học được giao, và hoặc là mình chủ động, hoặc là cũng lại phải tìm hiểu thực tiễn của các doanh nghiệp và đời sống kinh tế xã hội. Thì nó gắn liền với chuyên môn của các cái bài giảng. Dường như công việc hay là việc nghiên cứu chiếm phần lớn trong quỹ thời gian trong ngày của anh nhỉ? À vâng, phần lớn thì là như thế. Nhưng còn tất nhiên chúng tôi cũng chia ra, cũng có những lúc phải trong ngày cũng phải có những lúc gọi là có cảm giác như là không làm được gì cả thì cũng phải chủ động để giải lao, dùng cái từ như thế. Hoặc là chúng tôi cũng có một cái thời cuối buổi chiều chơi bóng bàn, hoặc là đi ra sân bóng, sân tennis, xem những người khác chơi nếu mình không chơi, những cái môn thể thao nào đó, hoặc là đi bộ, hoặc là có thể ra công viên gì đó, đi bộ rồi thư giãn, hoặc là buổi tối. Tóm lại là cũng vẫn có những thời gian nghỉ ngơi, tìm hiểu, hoặc là đọc một vài quyển sách nào đó về một lĩnh vực thật lạ mà mình chưa biết, hoặc là một vấn đề gì đấy cũng đang nóng sốt trên mạng xã hội chẳng hạn, thì mình cũng tìm hiểu, cũng cập nhật, ngó ngàng vào Facebook xem thế nào, các loại tin tức. Một người làm trong lĩnh vực đào tạo lại còn là quản lý nữa, chắc hẳn nhiều người sẽ nghĩ ngay tới đó là một công việc đòi hỏi sự chỉn chu này, sự chuẩn xác này. Vậy làm cách nào để mà anh có thể cân bằng cho cuộc sống của mình, vừa giữ được những đặc thù riêng của nghề nghiệp mà mình vẫn có được cái nguồn năng lượng để có thể truyền cảm hứng tới đặc biệt cho các học sinh, sinh viên của mình, đúng không anh? Vâng, đây là một câu hỏi khá là thú vị.
như tôi nói thì công việc giảng dạy cũng và nghiên cứu khoa học thì cũng là một công việc tôi nghĩ như muôn vàn các công việc khác trong xã hội mà phân công thôi. Nhưng mà bên cạnh đó thì tôi nghĩ là để có một cái nguồn năng lượng tái tạo lại và để làm phong phú hơn cho những cái thứ đó thì chúng tôi cũng cần một cái nền ví dụ hết sức bình thường là giống như một cuộc sống của những người mà chúng ta thấy là họ phải phân chia ra là giả sử như là 8 giờ làm việc, 8 giờ ngủ, 8 giờ nghỉ ngơi thư giãn. Vâng. Nhưng mà có vẻ như đối với chúng tôi thì cái 8 giờ ngủ thì thường là thu hẹp lại. 8 giờ nghỉ ngơi thư giãn thì nó hay kết hợp với lại công việc. Ví dụ đọc một quyển sách về chuyên môn mới, một vấn đề mới thì đôi khi chúng tôi coi đấy là một sự thư giãn hay là một sự tìm hiểu về một cái gì đó mới và nó làm phong phú cho khối lượng kiến thức hay là nó làm cho mình nhẹ nhàng bớt đi. Thay vì là suốt ngày mình chỉ đọc một thứ chuyên môn và cứ chăm chú vào đúng một loại việc. Tức là cái việc cân bằng ở đây chính là cách mà chúng ta làm sao tìm thấy ngay cái niềm vui trong chính cái công việc của mình. Vâng. Làm cho mọi thứ trở nên phong phú và đa dạng hơn ạ. Vâng. Cái áp lực trong công việc, trong cuộc sống của một phó giáo sư tiến sĩ, một giảng viên cao cấp như anh đó là gì? Có lẽ là theo tôi là deadline. Tức là cái thời hạn phải hoàn thành những công việc. Vâng. Ví dụ việc lên lớp, việc đi giảng theo thời khóa biểu thì nó là quy định chặt rồi. Các giờ đi họp thì quy định rất là chặt rồi. Nhưng mà chúng tôi có những cái áp lực như là bao giờ thì phải hoàn thành một bài báo chẳng hạn, bao giờ thì phải hoàn thành những cái bài viết trong một cái chương trình nghiên cứu chẳng hạn. Thế rồi bao giờ thì phải chấm bài xong một cái tập bài thi này của sinh viên, rồi nộp điểm đúng quy định, up lên mạng cho các em. Bởi vì đi thi xong thì sinh viên sẽ thường là chờ đợi để biết điểm. Vâng. Thế rồi các học viên nghiên cứu sinh người ta gửi những cái bản thảo, luận văn, luận án của họ thì cái áp lực thường nó dồn vào cuối kỳ. Hay là bản thân các anh chị em đấy cũng có những deadline. Sinh viên đi thực tập thì gần kết thúc cái kỳ thực tập là các bạn ấy viết rất nhiều. Thế mà hướng dẫn 5, 6, 7 hay là 8, 9 bạn thì nếu mà bạn cứ tưởng tượng là có 3-4 ngày chẳng hạn, nhưng mà lại đồng thời là các học viên nộp bài này, nghiên cứu sinh cũng đưa một quyển này, xong lại sinh viên đại học lại đưa vài ba cái bản thảo này. Thế thì lúc đó thì đôi khi chúng tôi cũng cảm thấy áp lực. Một phần là do công việc của chúng ta, cụ thể ở đây là của anh Vũ Huy Thông, là có sự ảnh hưởng và tác động nhiều tới nhiều người xung quanh, vì thế cái áp lực của mình có thể lại cao hơn. Cụ thể ở đây cái áp lực ấy, nó đến, nó khiến cho chúng ta có những cái cảm xúc như thế nào ở thời điểm đó hả anh? Cũng có những lúc có cái cảm giác là ôi sao mình lại phải chịu nhiều áp lực thế. Nếu như mình mà làm vừa phải thôi, mình đôi khi có những cái việc mình từ chối bớt đi chẳng hạn thì sao nhỉ? Ví dụ như là đợt này mình không tham gia vào cái này nữa, mình chỉ làm một vài cái việc này việc kia thôi. Đấy là có lúc thoảng qua mình phải suy nghĩ như vậy. Nhưng tôi nghĩ là trong cuộc sống thì thường có áp lực, chứ nếu không có áp lực thì nó lại nhàn hoặc là nó lại buồn tẻ quá. Con người ta lại thấy dễ dãi với mình quá thì nó cũng không sao. Và thực sự đối với nghề như của chúng tôi thì áp lực có lúc lại trở thành niềm vui trong cuộc sống hay trong công việc. Vậy là chúng tôi cũng đã tìm ra được một phần cái cách của anh Thông để làm sao để vượt qua được áp lực của mình. Đó là chúng ta phải thích nghi với hoàn cảnh. Khi đã thích nghi với hoàn cảnh rồi thì áp lực đó như anh nói không còn mang lại cho chúng ta những cái sự dồn nén nặng nề mà lại ngược lại tạo thành niềm vui và động lực để chúng ta cố gắng hơn nữa. Bạn nói là rất là đúng theo nguyên lý của marketing đấy. Hiểu biết, thích ứng, ảnh hưởng. Nhưng thích ứng là một vấn đề rất là quan trọng. Không phải là ai trong cuộc sống cũng có thể hiểu được điều đó và thích ứng và vượt qua những áp lực và khó khăn. Có nhiều người là khi rơi vào trạng thái như vậy, họ sẽ từ bỏ. Thậm chí là cái cảm xúc trong chúng ta là sẽ gọi là tủ dốc không phanh đấy ạ. Vâng. Cũng có thể. Tôi nghĩ là đôi khi nếu mà người ta rơi vào cái vùng trũng quá, mà nó quá nhiều việc, xong rồi áp lực nó quá lớn, xong lại ví dụ bên cạnh đó lại những vấn đề cá nhân nữa, gia đình, họ hàng, người quen hay là một vài vấn đề gì nữa, nếu mà tất cả nó dồn nén vào một chỗ, nó thành một cái vùng trũng mà người ta không biết cách thoát ra hay không biết giải quyết từng vấn đề một thì người ta cần phải có một cái sự thay đổi nào đó, ít nhất là tôi nghĩ về mặt tư tưởng, về mặt tinh thần phải tự mình tìm cách cân bằng đã, sau đó mới tìm cách giải quyết những công việc gọi là xung quanh mình. Vâng. Bởi vì nội lực tự mình sẽ quyết định thôi.
Và rõ ràng là để có thể biến điều đó trở thành ý thức một cách rất là tự nhiên trong con người của mình cũng phải trải qua một quá trình, trong đó có sự trải nghiệm và tìm hiểu, phải không ạ? Vậy nhìn lại những gì mà mình đã đi qua để có được một cuộc sống như bây giờ với Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Huy Thông, để nhắc tới một bước ngoặt cuộc đời như đúng tên chương trình của mình, thì anh muốn nhắc tới thời điểm nào? Thế và ra trường đúng cái năm mà bắt đầu người ta gọi là đánh dấu sự chấm dứt của những cái tem phiếu gạo. Tôi ấn tượng nhất là tôi chỉ mua có gạo phiếu đúng một tháng đầu tiên khi trở thành giáo viên của trường. Thời điểm đó là khoảng năm 1988-89. Vâng. 88-89. Đúng thời điểm mà Linh cũng vừa mới ra đời đấy. À, thế là bạn happy, bạn hạnh phúc hơn chúng tôi vì bạn không phải chứng kiến một cái giai đoạn khó khăn trước đấy. Thế thì lúc đó thì tôi cho rằng đấy là bước ngoặt lớn nhất. Khi mà tôi từ một sinh viên tốt nghiệp đại học thì đứng trước một cái bước ngoặt là mình sẽ làm gì. Khi tôi lên tôi xin hồ sơ để chuyển công tác, vì tôi nghĩ là mình sẽ về lại địa phương nơi mình ra đi. Đó là ở Thái đâu Bình ạ? Vâng. Thái Bình. Tôi sẽ về lại Thái Bình này, có mẹ này, có chị gái ở đó này. Thì lúc bây giờ là muốn về với gia đình để đi làm và sống một cuộc sống giống như là xung quanh mình lúc bây giờ thôi. Nhưng lên xin hồ sơ và làm thủ tục thì các thầy nói rằng là không nhá, em và một bạn nữa, một anh nữa là ở trong cái danh sách là giữ lại trường làm giáo viên. Thế tôi mới hình dung, tôi bảo ô, thế bây giờ mình nghĩ rằng là phải học sư phạm, phải học những cái gì đấy để chuẩn bị làm giáo viên, một cái tâm thế nó khác. Tôi bảo ô, thế thì em cần phải suy nghĩ, em muốn về trao đổi với gia đình. Đấy, vì hoàn cảnh gia đình như thế thì tôi nghĩ thôi về trao đổi với gia đình, hỏi mẹ chứ, nghĩ bụng như vậy. Tôi vẫn nhớ như in câu một thầy giáo nói với tôi là em năm nay 22 tuổi rồi, đảng và nhà nước nuôi em ăn học đến bây giờ là em phải chấp hành cái sự phân công của tổ chức. Thì trong đầu mình là có một cái gì đấy rất là ngạc nhiên. Đúng, thực sự đấy là một cái trăn trở, một cái bước ngoặt. Tôi rất phân vân. Mẹ tôi thì bảo tôi là tùy con lựa chọn. Mọi thứ dường như diễn ra rất là tự nhiên đấy nhỉ? Có lẽ là như vậy, người ta bảo là nghề nó tìm người. Sau khi có những trải nghiệm trong cuộc sống, đặc biệt là với công việc giảng dạy, thì bây giờ có thể gọi ra những tố chất của một người làm giáo viên. Thì anh có thể đúc rút ra đó là những gì ạ? Không ngừng học hỏi. Tôi nghĩ là phải rất là tiếng Anh thì nó có cái từ hard working, có nghĩa là mình phải chăm chỉ làm việc, chăm liên tục. Chỉ làm việc. Người ta nói rằng thành công là đến từ 90% là những người chăm chỉ, cần mẫn và phải làm việc liên tục, còn mấy phần trăm thì là thông minh. Nhưng mà đối với chúng tôi thì cần có một cái tố chất nữa là sáng tạo. Bởi vì đối với chúng tôi thì chúng tôi luôn luôn nghĩ là mấy chục năm làm nghề giáo viên thì tôi luôn luôn thấy rằng phía trước luôn luôn có những kiến thức mới, thậm chí ngày nào cũng có cái gì đó mới phải đọc, và luôn luôn có những quyển sách chờ đợi mình phải đọc để bồi đắp thêm cái kiến thức. Vâng. Đấy là cũng lại là cái thách thức nhưng nó cũng là niềm vui. Vâng. Và một cách rất là tự nhiên đã tìm được một công việc hướng đi lại phù hợp với con người của mình. Và có lẽ là chính trong quá trình đó anh cũng đã có điều kiện và cơ hội để tìm hiểu và tiếp xúc với tôn giáo. Có. Đối với chúng tôi thì rất nhiều cái mới nó xung quanh. Thế thì cái việc tiếp xúc với tôn giáo thì tôi nghĩ người Việt Nam mình thì ai cũng dễ dàng ngấm từ lúc nhỏ. Hay là đối với trường hợp tôi, hay là với nhiều người, thì tôi nghĩ nó như thế này. Bé thì ở nhà với bố mẹ, ông bà thì có cái chùa làng. Ví dụ như vậy, nghe tiếng chuông chùa nó rất là thảnh thơi, bình an. Ở làng quê của tôi thì chùa với lại nhà thờ cách nhau khoảng một cây số theo đường chim bay, thì buổi chiều có thể nghe thấy tiếng chuông chùa, có thể nghe thấy cả tiếng chuông nhà thờ, tiếng chuông ngân trong cái bài làng tôi của Văn Cao chẳng hạn, nghe đúng là như thế, cánh đồng. Thế và đi theo người lớn đi ra chùa xong bắt đầu mới nhìn thấy những cái sự vật hiện tượng xung quanh mình, rồi nghe cái cách thức mà những người lớn tuổi hơn mình chào sư thầy chẳng hạn. Thế rồi cách thức mà người ta bày tỏ một cái tín ngưỡng, một cái niềm tin. Thế ở trong nhà thì
ngày rằm mùng 1 thì thấy thắp hương, thấy có một cái sự gọi là chúng ta cứ nói là cầu nguyện những cái tốt đẹp cho cuộc sống từ những người lớn tuổi của mình. Và những người lớn tuổi ấy làm cái những công việc đấy rất là tự nhiên, rất là thành kính. Thế là bắt đầu mình tò mò từ một cậu bé, xong tò mò lớn lên chẳng hạn, xong khi có điều kiện thì bắt đầu đọc sách để hiểu về những vấn đề đấy xem thế nào. Còn trong quá trình học đại học thì chúng tôi được học những cái lý luận về triết học, các học thuyết. Thế mà sau này thì đọc được nhiều sách hơn để tìm hiểu về những vấn đề tôn giáo. Bởi vì tôn giáo thì nó tác động vào con người một cách rất là, tôi nghĩ rằng đầu tiên là rất tự nhiên, nó ngấm vào. Nhưng mà có rất nhiều trường hợp là người ta phải nghiên cứu, người ta phải tìm hiểu một cách rất là chi tiết, kỹ lưỡng. Cho nên có những người nói rằng có niềm tin tôn giáo nhưng mà nếu mù quáng thì có những hành động nó sẽ không tốt. Nhưng nếu chúng ta tìm hiểu bản chất của tôn giáo là hướng thiện, là hướng cho con người ta đến những cái chân thiện mỹ, những cái tốt, những cái giá trị đạo đức cũng như là những cái quy tắc ứng xử gọi là nhân văn trong cuộc sống. Thế rồi nó hướng cho người ta thay đổi những cái hành vi, đúng không? Thay đổi những cái suy nghĩ mà nó không tích cực hay những hành vi mà nó xấu. Trong một số môn học như là marketing xã hội thì cũng hướng con người ta vào những cái cách thức là tìm lấy những cái niềm tin hay là những cái chúng ta hay gọi là những ánh sáng cuối đường hầm đấy, để thấy rằng là cuộc sống nó tươi đẹp, chứ không phải là bây giờ bạn rơi vào một cái giai đoạn nó rất là trầm hay là giai đoạn không may hay cái hố trũng thì bạn thấy tuyệt vọng. Bạn luôn luôn phải có một cái hy vọng nào đó, có một cái niềm tin nào đó. Thì tôi nghĩ tôn giáo đóng một cái vai trò rất quan trọng trong cái việc hướng thiện cho con người ta. Trong quá trình tìm hiểu về tôn giáo nói chung và về Phật giáo nói riêng, anh thấy điều gì về Phật Pháp đồng hành và ảnh hưởng tới cuộc sống của con người Việt Nam? Tôi nghĩ là những giá trị rất là cao đẹp của Phật Pháp như là hướng tới chân thiện mỹ, hướng con người ta vào những cái hoạt động thiện nguyện. Ví dụ như bạn phải suy nghĩ một cách tích cực và chăm lo tới bản thân mình, chăm lo tới người khác, rồi là chú ý tới lời ăn tiếng nói, chú ý tới cách cư xử, xã giao. Thế thì cái sự mực thước hay là như thế thì nó góp phần tạo ra những cái chuẩn mực xã hội. Bởi vì tôi nghĩ là tôn giáo như là ví dụ như Phật giáo ở Việt Nam là đồng hành cùng dân tộc rất là nhiều thế kỷ rồi. Vâng. Đúng không ạ? Nếu mà nói về lịch sử Phật giáo vào Việt Nam thì đã trải qua rất rất nhiều thế kỷ rồi. Và tôi nghĩ nó ngấm sâu vào đời sống kinh tế xã hội của chúng ta, của bao nhiêu là thế hệ con người rồi. Và nó góp phần tạo nên một cái niềm tin, và chúng ta hay gọi là niềm tin tôn giáo, nhưng mà nó hòa đồng vào cuộc sống bình thường. Ví dụ tại sao phải yêu cây cỏ thiên nhiên? Bởi vì trong Phật thì người ta dạy rằng là đấy là những cái gọi là cũng có tâm hồn, có cái đấy là một thực thể sống. Thế thì chúng ta phải chăm lo, phải chú ý. Ví dụ không sát sinh. Không sát sinh có nghĩa là gì? Tức là dạy người ta những thứ hướng thiện, những cái hoạt động nó lành, nó thiện. Rồi khi mà nếu phải sát sinh thì thường là người ta lại trước khi, tôi nhớ là những người lớn trong gia đình tôi trước khi ngày bé tôi hay xem là ví dụ khi cắt tiết một con gà đấy, khi giết một con gà thì hay nói là thôi hóa kiếp cho mày làm kiếp khác sướng hơn rồi này nọ. Ví dụ như vậy. Thì tự đó trong suy nghĩ của tôi là ô tại sao người ta phải nói câu đấy, tức là người ta hướng thiện, người ta nghĩ là nó sau cái hành vi cái hành động đấy thì có thể lại làm một cái gì đó mở ra, đúng không? Có người quan niệm như vậy, chân hiểu về cái chết thì mỗi người lại quan niệm theo một cái, có người thì nghĩ là nó u ám, nhưng có người thì bảo thôi nó sẽ được hóa kiếp, nó sẽ được này khác. Thế là từ những thứ rất là nhỏ như thế nó khiến cho tôi rất là tò mò liệu những chuyện này có thật hay không, những cái suy nghĩ như thế nó có hợp lý hay không. Thế và hồi bé thì không có câu trả lời, không tìm hiểu được, không có sách, mà cái lúc cái khả năng hiểu biết của mình nó cũng chưa đến cái tầm mà mình có đọc. Tôi nghĩ chắc hồi bé thì chẳng hiểu được những cái việc như vậy. Thế sau này khi được học những vấn đề về triết học hay và đọc thêm các sách khác về nhiều tôn giáo nhé, chứ không phải chỉ về
về về Phật giáo thì chúng ta thấy là bản chất của tôn giáo là như thế, là Vâng. hướng thiện. Như anh chia sẻ, tôn giáo nói chung, đặc biệt là Phật giáo nói riêng đều có rất nhiều những tác động, ảnh hưởng cụ thể là rất là tích cực và hướng mọi người tới chân thiện mỹ. Vậy cụ thể trong xã hội này, trong marketing ạ, thì khi ứng dụng Phật giáo vào thì như thế nào ạ? Tôi nghĩ đấy là một câu hỏi rất là lớn, câu hỏi rất lớn. Trong xã hội thì có nhiều tôn giáo, đúng không? Trong thường là như thế, có nhiều tôn giáo. Cái việc mà người ta chọn một cái niềm tin tôn giáo nào thì phù hợp với bối cảnh cá nhân, gia đình, hay là dòng họ, hay là thời điểm lịch sử, hay là cái tôi của người ta, quan điểm cá nhân, cái tôi của người ta. Tôi vẫn nhớ là khi tôi học ở nước ngoài thì có một bạn người nước ngoài, một hôm vô tình bạn ấy nhìn thấy cái tờ khai visa của tôi Vâng. là ở cái mục ghi là tôn giáo. Thì chúng ta thì khi đi ra nước ngoài bao giờ cũng có cái tờ khai như thế khi nhập cảnh vào một quốc gia. Thì tôi và rất nhiều bạn bè của tôi trong cái lần xuất cảnh ấy thì đều tích vào là năn, tức là không, Không. không, không theo một tôn giáo nào cả. Thế anh bạn kia thì anh ấy theo gọi là Buddhism, tức là theo Phật giáo. Anh hỏi tôi là ơ sao lại cậu lại đánh, cậu lại không, không, không có một cái tôn giáo nào cả, không theo một tôn giáo nào cả. Thế thì những lúc cậu tuyệt vọng thì cậu làm gì? Ê, câu hỏi đấy khiến cho tôi rất là suy nghĩ. Nhưng mà trả lời với anh bạn ấy, và tất nhiên là chúng tôi giao tiếp với nhau bằng tiếng Anh, là tôi nói không có nghĩa là gì? Có nghĩa là không theo như các bạn. Ví dụ như bạn theo một tôn giáo nào đó thì có một cái sổ sách ghi chép, có một danh mục gọi là chính thức, giống như kiểu một bản đăng ký đấy. Tôi dùng cái vốn tiếng Anh của mình để tôi trao đổi với ông bạn về một cái chủ đề mà tôi nghĩ là khá khó. Thế thì bạn phải có một cái danh sách chính thức. Thế nhưng ở Việt Nam chúng tôi thì nhiều khi là vẫn đi chùa, ở nhà thì vẫn thắp hương, vẫn cầu nguyện cho tổ tiên, ông bà, những người đã khuất. Thế mà chúng tôi hiểu đấy là những hoạt động gắn rất gần với lại Phật giáo. Ví dụ lên chùa thì chúng tôi tìm thấy một sự tĩnh tâm khi mà chúng tôi cảm thấy, nói theo ngôn ngữ của bạn là hopeless, nó tuyệt vọng, không có một cái gì cả, thì ví dụ mình có thể lên chùa, mình tĩnh tâm, mình ngắm cảnh chùa, mình suy nghĩ, hay là mình thắp một nén hương thì mình thấy nó nhẹ nhàng, và mình suy nghĩ về công việc, về cuộc đời, hay suy nghĩ về những vấn đề mà mình đang phải trăn trở, thì cái bối cảnh ấy nó khiến cho chúng tôi gọi là bình thường trở lại và cảm thấy nhẹ nhõm. Thế thì tôi không hiểu là quan niệm về tôn giáo của bạn có giống như vậy không? Đã, khi đó thì người bạn nước ngoài có đồng quan điểm về anh không? Thì sau khi tôi giải thích một hồi thì bạn ấy cũng hiểu. Bạn bảo à, như vậy thì có lẽ là rất gần với Buddhism, tức là Phật giáo, đúng vâng. không? Thì tôi nghĩ, tôi bảo à, có lẽ đúng. Thế vậy thì dân số Việt Nam rất lớn là như vậy. Bởi vì bối cảnh xã hội, hoàn cảnh, môi trường, lịch sử của chúng tôi gắn bó như vậy. Tôi hiểu rằng là hóa ra là trong chính lĩnh vực marketing, một trong những lĩnh vực trong cuộc sống xã hội rộng lớn của chúng ta, cũng có thể ứng dụng rất là nhiều từ triết lý của Phật giáo ạ. Nhưng mà nhiều người có thể là chưa hiểu lắm về marketing thì sẽ nghĩ rằng là marketing là lĩnh vực, là nghề nghiệp làm sao để khiến khách hàng có khả năng tiếp cận với sản phẩm, với thương hiệu nhiều hơn. Đồng nghĩa với điều đó là đôi khi chúng ta cũng sẽ phải nói quá hơn một chút chẳng hạn, đúng không ạ? Để khách hàng có thêm niềm tin vào chất lượng dịch vụ hay là một sản phẩm nào đó. Nó có đối lập với cả Phật Pháp khi phải luôn luôn khuyên chúng ta và hướng tới những cái sự chân thực nhất không ạ? Tôi nghĩ câu hỏi rất là thú vị. Bởi vì trong marketing thì nó có cái phần mà chúng ta nhìn thấy nhất là quảng cáo, bán hàng, đúng không ạ? Và nói như bạn là đôi khi người bán thì đưa ra những hứa hẹn cao hơn mức bình thường mà sản phẩm hay dịch vụ có thể đáp ứng được. Nhưng cuối cùng ấy, nếu mà người ta không cung cấp ra được một cái giá trị thực sự cả về tinh thần lẫn vật chất cho khách hàng, mà nó không đạt được mức kỳ vọng của người ta, thì đấy là thất bại của thương hiệu, của sản phẩm. Nó sẽ không dừng lại ở đấy. Và cái hệ quả của nó tiếp theo nữa là bạn không chỉ mất một lần khách hàng, đúng không? Bạn còn mất nhiều hơn thế. Thế vậy thì những người mà làm
marketing theo kiểu như vậy thì có thể người ta thắng lợi được ở trong ngắn hạn, hay là người ta gọi là được đối với một nhóm người nhỏ này khác, nhưng với tổng thể thì tôi nghĩ là họ không thể tồn tại, không thể lâu dài theo kiểu như vậy được. Ngày xưa có một ông bán ô tô nói rằng tất cả mọi người đều cần một cái ô tô nó di chuyển được, thế là được, vậy thôi, sơn nó màu đen. Nhưng mà tôi nghĩ Thùy Linh thì sẽ bảo không, tôi thích một cái ô tô màu đỏ cơ, vì nó hợp với tôi, nó hợp với niềm tin rằng cái ô tô màu đỏ sẽ đem lại cho tôi một sự may mắn. Thế thì đấy là người ta vận dụng những yếu tố về mặt gọi là gì, tinh thần hay là tâm linh vào cái việc sáng tạo ra nhiều sản phẩm hơn và nó phù hợp hơn với nhu cầu của khách hàng. Thế thì yếu tố đấy chính là yếu tố mà tôn giáo hay tâm linh trong marketing. Khi mà tìm hiểu về đạo Phật thì chúng ta nhận ra rằng là chúng ta nên hiểu về bản thân mình trước, nên hiểu là mình mong muốn gì, con người của mình là như thế nào. Và khi mà mình thực sự yêu bản thân, chăm sóc bản thân thì mình mới có thể tốt hơn ạ. Nhưng mà tôi hiểu một phần trong marketing, đó là chúng ta phải cung cấp tới cho khách hàng những gì mà khách hàng thực sự cần và những cái gì khách hàng thực sự muốn. Vậy có khó không để cân bằng được điều đó ạ? Hoàn toàn là cân bằng được thôi. Mình hiểu mình, xong sau đó thì mình mới tìm cách mình hiểu được khách hàng. Và hãy đặt địa vị của mình vào góc nhìn của khách hàng. Từ cái góc nhìn của khách hàng đấy thì bạn sẽ hiểu rằng là khách hàng người ta cần cái gì, bạn mới thiết kế ra sản phẩm dịch vụ bạn đem lại thì nó phù hợp. Ví dụ như là trong tình huống là chúng ta nghiên cứu thị trường, chúng ta thấy là xu hướng khách hàng bây giờ đang rất ưa chuộng mẫu mã sản phẩm A chẳng hạn. Nhưng mà thực tế là chúng ta là những người sản xuất, chúng ta không thích A mà chúng ta lại thích B, chúng ta lại thích C. Vậy thì nên thế nào ạ? Rõ ràng là marketing thì phải hướng tới khách hàng. Người ta có cái niềm tin như vậy, người ta đang thích cái sản phẩm đó, thì bạn phải làm ra cái sản phẩm theo nhu cầu của họ thì mình mới có thể bán được, họ mới chấp nhận. Thế nhưng cũng có những tình huống mà chúng ta phải điều tiết hay là điều hướng thị trường. Có những sản phẩm mà chúng ta còn phải phát hiện ra những cái nhu cầu tiềm ẩn của người ta. Người ta chưa thực sự thích cái này vì lý do gì, thì đôi khi nhờ vào cái truyền thông của marketing đem lại thì người ta sẽ hiểu hơn, người ta quay ra người ta thích cái sản phẩm đó. Ví dụ sản phẩm này nó có phần bảo vệ môi trường, sản phẩm này nó tốt hơn cho việc sử dụng của bạn, nó tốt hơn cho sức khỏe của bạn. Ví dụ ăn là phải ngon, nhưng bây giờ thì rõ ràng như Thùy Linh ngon nhưng mà không được béo nhé. Thế thì tôi lại phải làm thế nào cái sản phẩm nó hướng theo như vậy, ngon này, không béo này, nhưng nó lại phải đủ chất để tôi hoạt động cả ngày, đủ cả tốt cho tôi cả về thể chất, về tinh thần lẫn sức khỏe vật lý, để tôi có thể đi bộ được bao nhiêu cây số, đầu óc vẫn tỉnh táo, thậm chí là đừng có béo quá, ăn xong mà mồ hôi một kê vã ra thì rõ ràng là rất là không ổn, thế này thế khác. Thế vậy thì cái góc nhìn đôi khi khách hàng người ta có những cái nhu cầu tiềm ẩn. Ví dụ tôi nói ví dụ nhu cầu của người ta về mặt tâm linh chẳng hạn, về niềm tin chẳng hạn. Tại sao lại phải ăn này? Ăn này may mắn à? Ăn này thì nó tốt à? Tốt, đúng rồi, tốt, có thể nó không may mắn thì sao? Vậy thì tôi chỉ lấy một cái ví dụ người Nhật Bản mà người ta ăn cái mì udon vào dịp năm mới đó, là cái sợi đó, một sợi thì nó nằm gọn trong cái lòng bát, và khi ăn ấy, là cố gắng làm nào cho cái sợi nó không đứt. Tất nhiên là nó phụ thuộc vào cái nghệ thuật của cả người thưởng thức nó nữa, nhưng cái người sản xuất ra cái loại mì đấy thì người ta cũng phải chú ý tới những yếu tố như thế. Nó khiến cho người ta cảm thấy là như vậy là đầu năm là rất may mắn. Nếu như bạn thưởng thức một cái món ăn từ cái loại mì mà nó đảm bảo vừa dai, vừa mềm mà lại vừa chất lượng, thế thì cái người bán hàng, cái người sản xuất ấy, phải đảm bảo được những cái giá trị như vậy. Thì người tiêu thụ hay là khách hàng người ta vừa đảm bảo được những giá trị vật chất và vừa đưa cho người ta những cái niềm tin về tinh thần hay là những yếu tố tâm linh. Và điều đó cũng giống như sự tương tác giữa con người và rất là nhiều thứ trong cuộc sống, đúng không ạ? Bởi vì mỗi người đều có những cá tính, những quan điểm và những góc nhìn riêng. Bản thân chúng ta thì trước hết là phải hiểu bản thân mình đã, nhưng cũng không vì thế mà bó hẹp con người mình luôn luôn ở trong những cái suy nghĩ như vậy, mà vẫn phải mở rộng ra xung quanh. Và đôi khi là cũng phải có những sự cầu thị, cũng phải cho mình những cơ hội, biết đâu mình cũng có thể hòa nhập với mọi người xung quanh để có thể cập nhật tới những cái điều tốt đẹp và mới mẻ hơn, đúng không ạ? Đúng rồi, điều đó hoàn toàn chính xác. Vâng.
bạn hãy mở lòng ra với bên ngoài, đúng không? Với thế giới, bạn tìm hiểu được nhiều thứ hơn. Buổi sáng có thể tiếng chim hót nó sẽ hay hơn, đúng không? Bầu trời nó sẽ sáng hơn, nó sẽ trong hơn chẳng hạn. Nếu như mà bạn có một cái niềm tin rằng đấy là một cái ngày mới tốt đẹp. Chứ còn sáng ra mà bạn ở trong một cái trạng thái bạn thấy nó u ám thì rất là không ổn. Với Phó Giáo sư Huy Thông thì có ngôi chùa nào hay có sư thầy nào cũng có tác động nhất định tới quá trình tìm hiểu về Phật giáo của Phó Giáo sư không ạ? Tôi thì có học đại học cùng với Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện nay đấy ạ. Thì thời học đại học tôi với thầy Thiện như bao thanh niên khác, học hành, đọc sách, đá bóng, rồi đàn hát. Chúng tôi học, có những môn học của chúng tôi rất là thích. Ví dụ như là nhiều người thì bảo ôi học môn triết học Mác Lênin, các môn kinh tế chính trị học thì không thích. Nhưng ví dụ tôi với thầy và một vài bạn nữa thì cũng thích học những thứ đó, cũng đọc, cũng đôi khi cũng tranh luận với nhau. Những người bạn lớn có thể là mỗi người sẽ có những ngã rẽ, những cuộc đời, những hướng đi khác nhau, nhưng mà chúng ta vẫn luôn song hành cùng nhau để giúp nhau có thể soi chiếu. Như anh chia sẻ là có thể cùng nhau tranh luận, nhưng từ đó để chúng ta có thể nhìn ra vấn đề một cách đa chiều và hết sức khách quan, và quan trọng là hướng tới sự tích cực ạ. Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Huy Thông và Thượng tọa Thích Đức Thiện đã từng có những năm tháng sinh viên sôi động với nhiều kỷ niệm đẹp khó có thể nào quên ở mái trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Tình bạn giữa hai người cứ lớn dần theo năm tháng. Khi ra trường, mỗi người có những ngã rẽ, những bước ngoặt khác nhau, và cả hai đều có những thành công trên con đường sự nghiệp. Trở lại mái trường xưa, để tri ân ngôi trường đã nuôi dưỡng và đào tạo mình có được sự nghiệp ngày hôm nay, Thượng tọa Thích Đức Thiện đã trồng cây lưu niệm tặng trường với hy vọng ngôi trường Kinh tế Quốc dân mà Thượng tọa đã từng học sẽ tiếp tục sự nghiệp trồng người, đào tạo thêm nhiều thế hệ học trò có đủ tâm và tầm cống hiến nhiều hơn nữa cho đất nước. Bây giờ thì anh cùng với thầy Thiện có nhiều cơ hội để gặp gỡ và cùng nhau trao đổi giống như ngày xưa không ạ? Có, chúng tôi thì vẫn thường xuyên. Chúng tôi vừa rồi vừa có một cuộc gặp gỡ toàn bộ khóa học của chúng tôi, mấy trăm sinh viên toàn khóa đấy, khắp trong Nam ngoài Bắc về và chọn địa điểm ở Bắc Ninh. Và trong cái địa điểm ở Bắc Ninh do các bạn học cũ ở Bắc Ninh đứng ra làm ban tổ chức, rồi kết hợp với cả một nhóm dàn xếp, thì có một chương trình đi về các miền, gọi là về miền quan họ, đến làng tranh Đông Hồ, đến các cái địa điểm, những cái nơi mà di tích lịch sử ở Bắc Ninh, thế rồi tìm hiểu về quan họ, tìm hiểu về tranh Đông Hồ. Và Bắc Ninh thì nổi tiếng với lại nhiều chùa chiền, thế là có một chương trình thì thể hiện đứng ra làm là đón tất cả các bạn của khóa, toàn khóa về chùa Phật Tích và trao đổi. Thứ nhất là gặp gỡ kỷ niệm ngày xưa với nhau, rồi trò chuyện rồi này khác. Nhưng mà cái thứ hai nữa là rất nhiều bạn bè của chúng tôi là những người mà người ta gọi là thậm chí là tu tại gia, nhưng mà một số bạn thì tìm hiểu và muốn biết về Phật Pháp, muốn biết về Phật giáo rất là sâu hơn. Thay vì cái thứ mà chúng ta cứ hay hiểu là mê tín, ví dụ như vậy chẳng hạn, thì chúng tôi muốn hiểu thế nào là tín ngưỡng này, thế nào là Phật Pháp này, đặc biệt là cái quan điểm mà người ta nói rằng chủ nghĩa Mác là vô thần. Ngày xưa khi học đại học thì chúng tôi học là như thế. Bên đạo Phật người ta bảo đạo Phật cũng là vô thần. Ôi, tại sao lại như vậy? Điều ấy dường như là không đúng, đúng không? Thế là trao đổi, đặt ra những câu hỏi, xong cả một cái buổi dưới dạng như tọa đàm như thế, chúng tôi hỏi xong thầy trả lời, và mọi người hiểu lên rất nhiều. Là muốn hiểu về đạo Phật thực ra là phải nghiên cứu, phải học hành rất kỹ và phải tìm hiểu rất sâu. Bởi vì Đức Phật là một người có thật, đúng không? Một hoàng tử, một người có thật. Sau đó là vì những ý tưởng đối với con người
giúp cho bớt khổ, bớt nạn đi, rồi làm thế nào thế giới là hòa đồng, những người ta sống với nhau thật là tốt lành và nhân ái. Thế thì cái lý tưởng hay cái niềm tin đầu tiên là như vậy. Có lúc thì gặp được thầy, có lúc thì thầy đi công việc Phật sự của thầy. Nhưng chúng tôi cũng vãn cảnh chùa và cũng tìm lại những cái gì đó cho nó lắng đọng sau những cái công việc mà mình thấy nó bình thường, của một cái công việc bình thường, rất nhiều người, nhiều nghề. Thế nhưng mà về đấy thì gặp gỡ nhau. Cảm giác rất là ấn tượng. Và ấn tượng lớn nhất đối với tôi là hóa ra là chùa Phật Tích, khi tìm hiểu ấy, thì đã từng là nơi diễn ra một kỳ thi kiểu như là thi ở Văn Miếu ấy. Vâng. Nhưng cái năm ấy lại không tổ chức ở Văn Miếu được, mà lại là sang nhà vua sang tổ chức cái thi như thế lại ở bên Phật Tích. Cho nên cái câu mà dân tộc đạo Pháp ấy rất là gắn liền trong đạo Phật, và chúng tôi mới hiểu thêm ra là đạo Phật đồng hành cùng dân tộc trong một cái lịch sử rất dài, và những cái đóng góp về đời sống văn hóa, tinh thần, đời sống kinh tế, xã hội là rất là mật thiết và đem lại rất nhiều giá trị trong cuộc sống, cái sự cân bằng cũng như những đóng góp rất tích cực về mặt xã hội nữa. Và tới lúc này, ở những phút cuối của chương trình Bước Ngoặt Cuộc Đời ạ, rất là mong Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Huy Thông có thể gửi một thông điệp cô đọng tới khán giả xem truyền hình, để mọi người hiểu hơn về một cái thông điệp đến từ góc nhìn của một người làm công việc marketing, tìm hiểu về Phật giáo để làm sao khán giả có thêm những cái lời động viên và cổ vũ trên hành trình tìm thấy niềm vui và hạnh phúc, sự an yên cho cuộc sống của mình. Anh sẽ nói gì? Thì nhiều người hay nói đùa là tiền nhiều thì để làm gì? Có người thì bảo thế biết thế nào là nhiều. Nên là trong những cái suy nghĩ đấy, mức độ của mỗi người là khác nhau. Nên tôi vẫn nghĩ rằng cái kỳ vọng nên đặt ra là nó phù hợp với cái khả năng của mình. Và hãy làm tốt nhất, hãy hướng thiện, hãy suy nghĩ đến cái điều tốt đẹp nhất về mặt tinh thần cũng như về mặt suy nghĩ. Mình cứ cố gắng mình làm tốt nhất trong phạm vi năng lực của mình, thì những cái thứ đáng được tưởng thưởng ấy nó sẽ đến với mình một cách tự nhiên. Thế thì tôi nghĩ nếu mà làm được như vậy thì là chân thiện mỹ rồi. Cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Huy Thông đã chia sẻ những câu chuyện, những cảm nhận và cả những góc nhìn của mình, để chúng tôi có thể hiểu hơn về niềm tin và những ánh sáng tích cực mà Phật Pháp có thể mang tới cho con người như thế nào. Và một những điều rất là thú vị đó là khi mà chúng ta càng tìm hiểu sâu những vấn đề liên quan đến Phật Pháp, thì khi đó niềm tin của chúng ta sẽ càng vững vàng, càng một cách tự nhiên và trở thành ý thức của chúng ta. Một lần nữa xin được cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Huy Thông. Chúc Phó Giáo sư thật là nhiều sức khỏe và tiếp tục gặt hái thêm được nhiều niềm vui, hạnh phúc với công việc, với cuộc sống, với những gì mà Phó Giáo sư đang theo đuổi. Cảm ơn Thủy Linh và xin chúc sức khỏe của Thủy Linh cũng như chúc sức khỏe của khán giả xem truyền hình An Viên, và hy vọng là chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua đại dịch Covid một cách sớm nhất. Mọi người đều có sức khỏe an nhiên và thành công trong công việc và trong cuộc sống. Vâng.
Xin được cảm ơn quý vị khán giả đã đồng hành cùng với chúng tôi trong chương trình Bước Ngoặt Cuộc Đời ngày hôm nay. Hãy tiếp tục đón xem những số phát sóng tiếp theo của chương trình. Cảm ơn Tôn Hoa Sen đã đồng hành cùng Bước Ngoặt Cuộc Đời. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.